Tiểu Mai, cô đến đây thật tốt quá. Nhiều Tiểu Mai, ngươi còn mặt mũi đến Phạm phủ sao? Là ai? Để cho tiện nữ khắc tinh này vào hả? Di mẫu, người đừng như vậy mà. Là con dẫn Tiểu Mai vào đây. Điều biểu ca bây giờ cần nhất là sự chăm sóc của Tiểu Mai. Con, ta sẽ tính sổ với con sao? Nhiều Tiểu Mai, đồ sao chổi, người mau cút đi cho ta. Bệnh của Tử Dương nặng đến như vậy mà cái đồ sao chổi thiên sát nhà ngươi vẫn không chịu buông tha cho nó sao? Phạm Phu Nhân, con biết người ghét con, nhưng mà bây giờ chỉ có con mới chăm sóc được cho Tử Dương. Đây là thuốc cho đệ phu sát cho huynh ấy, phải cho huynh ấy uống ngay. Chắc người không muốn để cho huynh ấy phải chịu đau đớn hơn nữa, có phải không? Đây chính là độc kế của ngươi. Ngươi là đồ nữ nhân độc ác. Chính người đã hại con ta nhiễm bệnh. Hại người làm mẹ với ta không thể đến gần con mình. Người là đồ sao chổi mang bệnh thiên sát. Người là cái đồ yêu tinh mang tai họa mà. Di mẫu à, Tiểu Mai cô vào trong nhanh đi. Di mẫu đau lòng quá nên như vậy cô đừng để ý. Đứng lại cho ta. Di mẫu, người đừng giận cá chép thớt nữa mà. Tử Dương của ta. Tử Dương, là ta đây Tử Dương. Mày hả? Mở cửa ra. Tử Dương. Tử Mai hả? Tiểu Mai. Tử Dương, không phải ta đang mơ chứ? Vào trong đi. Tiểu Mai, chắc là huynh khó chịu lắm. Trường đại phu khi ta mang thuốc đến, huynh uống thuốc sẽ đỡ hơn nhiều đó. Tiểu Mai, đều tại ta, đã không giúp được cái gì cho muội, mà còn tự hại mình, liên lụy tới muội nữa. Không liên lụy ta thì liên lụy ai chứ? Nếu mà liên lụy người khác, ta không đồng ý đâu. Được rồi, mau uống thuốc đi. Uống xong huynh sẽ khỏe lại thôi. Ta đút cho huynh uống nào. Ta tự uống được, cứ để ta. Phải cố gắng chịu đựng, phải uống thuốc thì mới hết bệnh được chứ. Từ từ thôi, đừng đóng vội, đừng đóng vội. Từ từ. Tử Mai, ta sắp khỏe rồi, ta không thể chết được. Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện cùng nhau làm, cùng nhau hoàn thành. Ta sẽ sớm quay lại thôi. Huynh sẽ không chết đâu, cái đồ ngốc này. Huynh nhất định khỏe lại. Tiểu Mai à, huynh đến thăm ta, ta rất là hạnh phúc. Trình đại nhân gì dân tự mình đi đâu, đúng là quan tốt.
cẩn thận nha. Đa tạ Trịnh đại nhân. Đây, đưa chú Trịnh đại ca này đi. Dạ, được rồi. Tướng quân. Đa tạ Trịnh đại nhân. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Nè nè nè, qua đây qua đây. Bên đó. Cùng ngồi xuống đi. Đây. Đây. Ngon lắm. Đa tạ. Ăn từ từ coi, ngon lắm. Coi chừng nóng, tiểu mau. Đại nhân, chắc anh cũng đói rồi, đi ăn chút cháo đi. Ta không đói. Tự mai, may mắn khi có cô, chạy tới chạy lui. Cô lập công lớn cho Phạm huyện rồi. Thật không ngờ, cô cũng dịu dàng tới vậy đó. Cũng nhờ có ngài giúp đỡ, đại nhân. Tôi không ngờ là ngài còn biết chăm sóc người khác nữa. Thôi hai chúng ta đừng tán tụng nhau nữa có được không? Ngài thấy không tự nhiên chứ gì. Sau này á, tôi không nói như vậy nữa. Cũng may lần này ngài cứu tôi Dương kịp thời. Bây giờ quên ấy khỏe là nhiều rồi. Sáng nay Trần Hiền đến khám bệnh, nói là chỉ cần Tử Dương nghỉ ngơi thêm một chút là có thể hồi phục nhanh thôi. Thật sao? Tốt quá rồi. Thật sự không ngờ chúng ta lại chữa được bệnh đậu mùa này. Qua vài ngày nữa những người ở đây có thể bình an quay trở về. Đúng vậy, ai mà ngờ được thuốc của Trần Hiền lại tốt như vậy chứ. Đại nhân, có chuyện gì? Người trong gia môn bẩm báo nói Tần lão gia đang đợi ngài nha môn. Tần lão bá sao? Được được được, ta sẽ tới ngay ha. Dạ được. Tiểu Mai, cô làm tiếp nha, ta quay về nha môn. Được. Đại nhân, cháu trai tôi từ Vân Thành ngày đêm lên đường về đây. Nó nói với tôi là Vân Thành có dịch châu cháu. Lão phu vừa nhận được tin đó liền chạy tới đây bẩm báo đại nhân. Đây là cháu trai của ông sao? Chính là nó. Đại Tráng à, còn không mau bái kiến đại nhân đi. Tiểu nhân Trần Đại Tráng bái kiến Trịnh đại nhân. Miễn lễ. Người nói Vân Thành có nạn, nhưng mà Vân Thành và Phạm huyện gần nhau, sao chúng ta không hề biết gì? Một phong thư thông báo của quan phủ cũng không có. Cái này thì tiểu nhân cũng không có biết. Tiểu nhân nghĩ là do chỗ của tiểu nhân có hơi xa, nhưng mà vừa phát hiện có châu chấu, tôi liền chạy tới báo cho đại bá. Cũng sợ đại bá không kịp thu hoạch thì mất trắng hết. Thu hoạch hả? Đại nhân à, bây giờ không thể thu hoạch được đâu. Nếu bây giờ thu hoạch thì chúng ta sẽ mất một nửa sản lượng. Thầy Trang, lời ngươi nói có bằng chứng không? Đại nhân à, nếu ngài không tin lời của tiểu dân á, thì ngài phải nhìn những gì ngài tận mắt nhìn thấy. Là... dạ. Củ khoai này là... Trịnh đại nhân nhìn kỹ đi. Đại nhân coi nè. Trời ơi, tiền lão gia gia toàn là trứng châu chấu. Đại nhân à, nhìn tình hình này à, không quá 10 ngày trứng sẽ nở ra. Tới lúc đó thì dù có ông trời cũng không cứu nổi chúng ta đâu. Đến lúc đó thì chúng ta phải làm sao đây? Còn không phải sao? Bây giờ vận thành của chúng tôi vừa mới đứt ra là toàn thấy mấy cái thứ này thôi à. Bây giờ người ở phía bên đó ai ai cũng đều lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là Phạm huyện này cũng sẽ trở thành vận thành thứ hai. Vụ việc này quả thật rất cấp bách. Cả hai người đừng vội nói ra ngoài, tránh cho bách tính lo lắng vô ích. Đợi ta điều tra rõ ràng sẽ có biện pháp. Dạ được. Thiếu gia, xin lỗi, xin lỗi. Thiếu gia, xin lỗi nha. Đây là cái gì? Thư từ kinh thành gửi cho lão gia. Nó là cực kỳ cấp bách. Quan phủ. Ta biết rồi. Để ta đưa cho. Dạ. Thank you.
cha có thể cho con biết cái này là cái gì không? Cha, cha trả lời đi. Sao cha lại quen biết cái tên họ Nhan vậy? Ê, cha con làm ăn nhiều năm, quen biết nhiều người thì có gì lạ chứ. Cha đừng có dối con. Tên họ Nhan này tiếng đồn xấu xa, đến con còn biết hắn là một tên ác nhân nữa mà. Biết làm ăn mà, đánh sao được phải tiếp xúc với những tên như vậy. Nhưng mà trên thư này ghi rõ ràng hai người xưng huynh đệ, còn nói hắn đang nhận được tiền của cha. Lẽ nào cha thực sự làm ăn với loại người này? Cha không phải người có tấm lòng từ thiện mà con luôn nghĩ trong lòng sao? Tại sao con dám nói cha vậy? Cha không đen thì trắng, không thiện thì ác. Không phải cha hay dạy con kinh doanh lấy đức làm đầu, lý tính làm cơ bản, đạo bất đồng bất tương di mưu. Sao cha có thể qua lại với hắn được? Là tên Triệu Nghi Hữu đáng chết. Sao lại liên quan tới Triệu Thúc? Nữ Dương à, chuyện này không như con nghĩ đâu. Trước đây cửa hàng nhà chúng ta bị tổn thất, Triệu Thúc còn nói với ta là có một kế hay để cứu vãn. Lúc đó ta không có chú ý lắm, thật ra không ngờ hắn dám lén ta làm những chuyện như vậy. Sao chứ? Ta cũng già lú rồi. Nghĩ hổ đâu? Ở ngoài viện. Ta đi tìm hắn. Nè, cha. Nghĩ hổ. Hiểu Nghĩ hổ à? Nè. Nghe cha, cha, cha. Xem cây tùng la hắn mới được đưa đến nè. Câm miệng. Người cũng to gan lắm, dám lấy tiền của Phạm và đến kinh thành đầu tư vào mấy nơi không sạch sẽ. Ha, nói xem. Ngoài ra, mấy việc này ra, ngươi còn làm chuyện xấu xa gì nữa không, nói đi. Lão gia, tôi... Lão gia, tôi sai rồi. Nhưng mà tôi làm vậy là vì Phạm gia và lão gia thôi. Cầm miệng. Đây là chuyện ta nên làm, cần ngươi quản chắc. Hiểu Nhị Hổ, ngươi theo ta lâu như vậy rồi, không hiểu con người ta sao? Nhị Hổ à, duyên phận chủ tớ coi như hết. Đi về phòng thu dọn đồ đạc đi, mau lên đi, đừng để ta nhìn thấy gia, ngươi. Lão gia, lão gia, tôi cầu xin ngài mà, đừng đuổi tôi. Nửa đời này tôi đều sống ở Phạm gia, bây giờ tôi biết phải làm sao. Lão gia, tôi xin ngài đừng đuổi tôi mà, tôi cầu xin ngài mà. Lão Triệu gia Thúc à, Triệu Thúc, đứng dậy đi. Cha, Triệu Thúc tôi có làm sai, nhưng cũng vì Phạm gia mà. Phạm gia dù có khuynh gia bại sản cũng không cần những đồng tiền đó. Lão gia, ngài nói rất đúng. Thưa gia, là tôi phạm vào đại kỵ, lão gia đuổi tôi là nể tình lắm rồi. Thưa gia, lão gia xin bảo trọng. Nè Triệu Thúc, đừng có đi mà. Cha, cả đời Triệu Thúc luôn trung thành với Phạm gia, giờ cha đuổi Thúc đi, Thúc biết đi đâu? Tử Dương à, Nhị Hổ, ngươi nghe cho kỹ, hôm nay ta nể mặt Tử Dương tha cho ngươi, nếu có lần sau thì đừng. Tôi nói không, tôi nói không. Hãy nhớ những gì người nói. Triệu Thúc à, bình thường cha ta vô cùng căm ghét những chuyện thất đức, dù muốn kiếm tiền cho Phạm gia cũng không nên làm vậy. Dạ, thiếu gia nói đúng, là tôi nhất thời hồ đồ. Thiếu gia, cũng may là có cậu, nếu không thì tôi... Thúc đừng có nói vậy, lát nữa ta sẽ đi khuyên cha. Thúc về trước đi. Tạ thiếu gia. Ê trời. Ê đại nhân à, nghiên cứu những quyển sách cổ về châu chấu liệu có hữu dụng không? Không cần biết có được không, càng nhiều càng tốt. Tiếp tục đi, mau lên. Đại nhân, tôi nói một câu khó nghe, nếu như những biện pháp ở trong sách cổ này thật sự hữu dụng thì tại sao cả ngàn năm nay người ta vẫn sợ nạn châu chấu chứ? Phạm huyện của chúng ta thực sự quá nhiều kiếp nạn, vừa giải quyết xong đầu mùa lại tên nạn châu chấu, đúng là thiên tai nhân họa mà.
Đại nhân, hay là chúng ta đợi đi, xem bên trên nói sao. Họ sai gì, nói gì thì mình làm nấy thôi. Như vậy, kể cả chúng ta có sai sót thì bên trên cũng không trách tội được đâu. Ê, chủ ý này hay lắm. Đúng vậy. Được. Nhưng mà châu chấu cũng phải đợi bên trên hạ lệnh mới tới chỗ chúng ta sao hả? Người đó chỉ quan tâm bảo vệ cho mình, tìm đủ mọi cách để cho mình an toàn thôi. Nhưng cuộc sống mưu sinh của bách tính phạm quyện đều nằm trong tay chúng ta. Đại nhân, không phải ngài cũng không cho Tần đại tráng nói ra ngoài sao? Người so sánh ta với Tần đại tráng sao? Hắn là ai chứ? Hắn chỉ là một bách tính bình thường, tới đây báo tin đã đủ tình đủ nghĩa lắm rồi. Ta không cho hắn nói ra là sợ bách tính sẽ loạn. Ngươi và ta là người của nha môn, không lẽ không có trách nhiệm lo chuyện này sao? Đúng là vô cảm. Ngô Lương Phương, ta đã quá coi trọng ngươi đó. Được rồi, sau này đừng nói linh tinh nữa. Dạ. Theo ta ra ngoài xem sao. Dạ. Lương Phương, ngươi xem, công đất ở phạm quyện trước mắt vẫn chưa có chứng chồng chủ. Sợ nhất là châu chấu bay từ dân thành tới đây, chỗ hoa màu này vẫn chưa chín đâu. Đại nhân. Các vị, ta chỉ muốn tới xem thôi. Không làm phiền mọi người làm việc nữa, mọi người làm tiếp đi. Đại nhân ơi, đã một tháng rồi trời không mưa, sợ lại có nạn châu chấu tới đó. Cái gì đó? Đại nhân ơi, ai nói vậy? Nạn châu chấu rồi. Không, dân thành có nạn châu chấu rồi. Trận Mỹ đúng là quyền thiện đó, đúng sát bên mà. Đúng rồi, gì cũng có. Nhất định là tình tình đại trang. Đó rồi, nó lùng tung rồi. Các vị nghe ta nói, nạn châu chấu trước mắt chỉ là tin đồn thôi, còn đang xác thực lại. Có điều nếu có nạn châu chấu, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua thôi. Nói như vậy là đại nhân không có cách hay sao hả? Chúng tôi phải làm sao đây? Châu chấu đó là món làm sao được đâu? Quá màu làm sao đây? Bà nghĩ cách giúp chân mà, đại nhân à. Này là quan phụ mẫu mà. Thì bởi vậy. Đại nhân à, giúp chúng tôi đây. Phạm Tử Dương, huynh cũng hay thiệt ha. Vừa mới khỏi bệnh thôi, vậy mà đến việc ném đá, huynh còn giỏi hơn trước nữa. Phạm Tử Dương, Phạm Tử Dương, Huynh gọi ta hả? Ta nói với huynh như vậy mà huynh không nghe hả? Không có. Huynh có chuyện buồn hay sao? Nếu không mình đừng đi chơi nữa, về nhà đi. Tử Dương, có chuyện gì sao? Ta biết rồi. Có phải biểu muội của huynh tỏ tình với huynh hay không? Hả? Làm gì có, không thể nào. Còn không phải sao? Huynh lại nói dối rồi. Mỗi lần mình nói dối á, là huynh lại như vậy hết. Được rồi, ta nói chơi thôi. Ta không có ghen tuông dớ dẫn đâu. Tại vì ta thấy biểu mùi của huynh thời trang là một cô nương tốt. Ý mùi là sao? Mùi muốn ta lấy mùi ấy hả? Ta không muốn đâu. Ta có kêu huynh lấy cô ấy lúc nào đâu. Sao huynh nói vậy chứ? Nè, những cô gái mà như Tiểu Mai ta khen á, huynh muốn lấy đúng không? Được. Nếu vậy thì trong toàn thiên hạ này, người ta thấy tuyệt nhất tốt nhất chính là Phí cô. Phí cô huynh dám cưới hay không? Đến Phí cô mà cũng dám chọc hả? Có tin ta mét lại không vậy? Huynh dám. Tất nhiên là không. Nhưng mà đúng thực là ta có điều đang lo. Ta nhìn là biết ngay mà. Huynh còn không nói ra. Nói ta nghe đi, ta mới có thể giúp huynh được chứ. Muốn biết hả? Hôn ta đi, ta nói cho nghe. Phạm Tử Dương, ta thấy huynh khỏi bệnh rồi,
không nói thì thôi, ta không muốn nghe. Không muốn nghe hả? Ê, con chim kia hay quá. Đâu có đâu. Thảm thử chứ. Mình có đau không? Ta xin lỗi. Có đau lắm không? Ta già thì ngủ thôi, đừng có lo. Ai kêu mùi hàng ngày mang cầm trên bản trường, ta ghen đó. Nghĩ sao cũng không yên tâm hết, nên ta phải lưu lại một ký hiệu trên người mùi, cho gãy biết là mùi là của mình Phạm Tư Dương ta, không để gãy đến gần nửa bước được. Không phải lúc nãy mình nói với tâm sự sao? Mau nói ta nghe. Trước khi bệnh đầu mùa tới, mai mà ta đi sớm một bước cho quan phủ mượn biệt gì. Nếu không thì sẽ không biết lưu dân kia bây giờ ở đâu nữa. Ý của huynh là sao chứ? Hai ngày trước ta phát hiện ra một phong thư từ kinh thành. Trong thư viết là Phạm gia sắp phải chuyển tới đó. Vào đi. Lão gia, bức thư của nhà lão bản không biết sao bị Tử Dương phát hiện, thật là quá nguy hiểm. May là người thông minh hiểu được ý của ta. Lão gia, chuyện này đều trách Trịnh Bản Kiều và Trần Hiêm phá hoại kế hoạch của ngài. Nếu bệnh đầu mùa hoành hành thì chúng ta đã sớm chuyển tới kinh thành luôn rồi. Còn có thể nhờ tuần phủ đại nhân trị Trịnh Bản Kiều tội bất tài vô lực. Ai ngờ đâu giữa đường lại chạy ra một tên Trần Hiêm. Nếu không phải Tử Dương bị đậu mùa không thể đi được, chuyện sẽ không đổ bể rồi. Cuối cùng lại khiến Trịnh Bản Kiều được tiếng thơm. Lão gia, tôi thấy Trịnh Bản Kiều không vui lâu được đâu. Vậy sao? Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng chuyện gì chứ? Có hai tin vui. Hai tin sao? Ừ. Nói ra xem thử. Tin thứ nhất, những người dân bị đậu mùa lưu lạc đến Phạm huyện này, tất cả đều khỏi bệnh, rất cảm kích đại nhân vì đại nhân đã thu nhận họ, lại còn chữa bệnh cho họ nữa, cho nên bọn họ quyết định an cư lạc nghiệp ở Phạm huyện này. Những người đó cũng thật đáng thương. Người họ gọi là quan phụ mẫu, vừa nhìn thấy bệnh đậu mùa liền lập tức trốn tránh trách nhiệm, thật sự rất đáng thương. Những chuyện này á, thật sự ta không thể làm được. Thật sự rất đáng thương. Nè, tin này sao gọi là vui chứ? Đương nhiên là vui rồi. Bọn họ đều là người dân lương thiện, bây giờ quyết định sẽ an cư tại Phạm huyện này. Đại nhân à, lại có thêm con dân lương thiện, không phải là nên chúc mừng đại nhân hay sao? Chúc mừng cái gì chứ? Phạm huyện chúng ta sắp có nạn châu chấu rồi. Một khi có nạn đó thật á, thì nhân dân Phạm huyện sẽ không có đồ ăn. Tới lúc đó thì phiền phức lớn rồi.
Lúc tiểu nữ còn nhỏ, phạm nguyện cũng có nạn châu chấu. Nhưng theo tôi nhớ thì lần trước, vào mùa đông có một trận tuyết lớn, mùa xuân lại hạn hán nhiều tháng. Nhưng theo tiểu nữ nhớ, lần này hình như châu chấu đến sớm hơn lần trước. Ta cũng đã hỏi nông dân rồi. Họ nói nạn châu chấu lần này thực sự tới quá sớm. Ta tính kêu Diêu Tam tới dẫn thành một chuyến, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Phải cô nói có hai chuyện vui sao? Chuyện còn lại là gì? Tôi nghe nói thời Khang Hy có người tên là Trần Phương Sinh. Ông ta viết một quyển sách tinh bộ Hoàng Thảo. Quyển sách này viết về cách trị nạn châu chấu. Nếu vậy mau tìm về đi chứ. Mau cho người tìm về đi. Không được không được. Trần Phương Sinh này cực kỳ thần bí. Ông ta suốt ngày đi giao du Nam Bắc. Biết ở đâu mà tìm? Nếu vậy mau tìm quyển sách đi. Chỉ cần tìm được bộ Hoàng Khảo là được rồi. Nhưng mà tìm ở đâu đây chứ? Đại nhân, đây chính là tin vui thứ hai. Tại vì quyển sách đó tôi tìm thấy rồi. Sao vậy? Cô muốn trao đổi, có đúng không? Nói đi. Nhưng mà bây giờ tiểu nữ vẫn chưa nghĩ ra. Bao giờ nghĩ xong thì nói. Nghĩ xong nhớ nói tao biết đó. Được, được. Chuyện gì tao cũng đồng ý hết. Diêu Tam, ta lệnh cho ngươi nhanh chóng tới dẫn thành điều tra. Bách tính phạm quyện trông chờ vào ngươi hết. Nếu như có tin gì, báo về cho ta biết. Đại nhân yên tâm, tại hạ lập tức lên đường. Đại nhân, phạm nhân Phú Phạm Lão Gia cầu kiến. Mời ông ta vào. Dạ. Phạm Lão Gia. Đại nhân. Đi đâu sao? Ta đến dẫn thành điều tra chuyện đàn châu chấu. Hay là để Nhị Hổ đi cùng với ngươi, trên đường còn có người giúp đỡ. Đúng vậy Dương Bố Đồng. Hay là để ta đi với huynh. Vậy không hay lắm. Đây vốn là chuyện của nhà môn, sao có thể làm phiền Triệu quản gia của Phạm Phủ chứ? Đây là bách tính Phạm Quyên mà. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực cùng quan phủ. Đại nhân, ngài đừng khách khí với tôi. Tôi nguyện vì Phạm Quyện góp chút sức lực mà. Vậy thì đa tạ Triệu tổng quản. Không ghi thù phụ. Không dám, không dám. Hôm đó huynh có hơi nóng nảy một chút, không trách huynh được. Đi vậy cũng được. Cả hai người đi, có thể làm nhiều việc hơn một chút, có gì tương trợ lẫn nhau. Nè, ngươi đi chuẩn bị người tốt, đừng làm lỡ việc. Dạ, thôi. Đại nhân, trên đường chú ý ăn. Đó. Trịnh đại nhân à, về chuyện nạn châu chấu, ngài có cách gì? Ta đang đau đầu vì chuyện này đây. Phạm Lão Gia, chúng ta ngồi xuống nói đi. Phạm quyện này cũng lắm tai ương. Đậu mùa vừa dứt lại tới châu chấu, mệt mỏi quá. Đại nhân à, ngài đừng nghĩ nhiều. Theo Phạm Mổ thấy, nhưng lúc châu chấu còn chưa đến, nhanh cho bách tính thu hoạch trước đi, giảm tổn thất đến mức thấp nhất đó. Ta cũng đã nghĩ qua, nhưng như vậy không được. Qua màu mất nhiều lắm đó. Nhưng như vậy còn hơn là mất trắng mà. Nếu thu hoạch sớm, bách tính sẽ phải dịu năng, còn phải nộp thuế, nộp tô nữa. Đây rõ ràng là thiên tai rồi. Đại nhân không cần lo lắng. Nếu có thiên tai đến, Phạm Mẫu Tà nguyện dốc sức phụ trợ, góp 100 kg lương thực. Phạm Lão Gia thật sự rất khẳng khái. Ta thay mặt bách tính Phạm Quyện tạ ơn đại ân đại đức của ngài. Nhưng mà chuyện thu hoạch sớm là chuyện rất lớn. Ngài để ta suy nghĩ đã. Vậy ngài phải đi, ta xin cáo từ. Cáo từ, cáo từ. Cha!
Nhị hữu, nào châu chấu kêu tới, chúng ta cầm bù nhìn dùng lên trên cao, vừa tới vừa lui, sau đó kêu thật lớn tiếng, kêu càng lớn càng tốt. Hơn nữa ta còn chuẩn bị cả đá dụng và cho cỏ cho mọi người nữa. Chúng ta cứ rắc cái này lên ruộng và rắc xuống đất nữa. Châu chấu có tới, con tưởng sẽ tưởng đây là đất đai khô cằn thì sẽ không ăn nữa. Ngoài ra ta còn lên kế hoạch đổi lấy tiền 100 đồng đổi lên 1 đấu trầu chấu, bổ dụ mọi người nấu chấu nghiệp chấu. Có được không vậy? Nhất định được mà, cứ làm theo lời ta nói đi. Mọi người hãy về chuẩn bị, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta tin nhất định sẽ vượt qua nạn trầu chấu. Thử đi. Mọi người nhớ nghĩ thành cách khác nha. Đại nhân, bộ dạng của ngài dùng bùn nhìn đuổi châu chấu cũng thú vị lắm đó. Cũng không uổng ngài đọc bộ hoàn khảo cả đêm. Tôi nghĩ Trần Phương Sinh mà thấy cảnh này cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt, không thể không khen ngài. Nhưng mà đại nhân à, lúc ngài cầm bùn nhìn dãy qua dãy lại, tôi thấy rất mắc cười. Cười đó, ta gấp tới chết rồi đây nè. Hỏi cho cô biết tiểu bài, đợi chút nữa, khi nào tới thôn tiếp theo, cô diễn thử đi. Cứ theo những gì ta vừa nói, làm cho mọi người xem, để xem cô làm sao. Cầm lấy đi. Trời, đại nhân, tôi muốn giới thiệu một người cho ngài gặp. Ai vậy? Là một lão bá tuổi đã cao ở Phạm Nguyện này. Ông ấy trải qua nhiều nạn châu chấu rồi. Tôi nghe nói là ông ấy có cách trị nạn châu chấu rất là tốt. Tốt quá rồi. Sao bây giờ cô mới nói vậy? Có điều tuổi ông ấy đã cao rồi, trí nhớ cũng không được tốt. Không sao, chỉ cần có chút hy vọng thì phải tận dụng chứ. Mong là lão ba đó có thể cho chúng ta chút kinh nghiệm. Đi gặp ông ta đi. Để tôi dẫn đường, đi thôi. Đại nhân, đến rồi. Là chỗ này. Bác Thuốc. Chào bác Thuốc. Bác Thuốc. Mẹ tôi mà đến rồi. Bác Thuốc, con là Tiểu Mai mà. Con đưa một vị tiên sinh đến thăm người đây, là quyền lợi của chúng ta Trịnh đại nhân. Trịnh đại nhân, đúng lúc lão phu có việc muốn tìm ngài nè. Thuốc tìm ta có chuyện gì không? Ngài xem vợ của tôi không nấu cơm cho tôi khổ quá mà. Bác Thuốc, không phải là Thuốc đang ăn cơm hay sao? Đúng vậy. Ăn cơm. Đại nhân,
Tôi thấy bác Túc không được minh mẫn cho lắm, sợ là chúng ta không thể nào hỏi được chuyện đàn châu chấu đâu. Hai người cặp cái kia làm cái gì? Phạm huyện chúng ta sắp tới sẽ có nạn châu chấu, nên làm cái này để cấm trên ruộng ra châu chấu thôi mà. Là cái tên đích tiện nào dám trù phạm huyện ta có nạn châu chấu chứ? Châu chấu ở đâu ra hả? Toàn ăn nói lung tung hàm hồ không à. Thiệt tình. Vậy theo ý thúc thì phải làm sao? Ta làm nông cả đời rồi mà còn không biết sao? Phạm huyện chúng ta gần Hoàng Hà, có nạn châu chấu hay không chỉ cần nhìn Hoàng Hà là biết ngay mà. Nhưng mà ta ăn cơm chưa vậy? Ăn rồi, bọn ta nhìn thấy thuốc ăn rồi. Đúng vậy. Ăn rồi thì đi thôi, ta dẫn hai người đi xem Hoàng Hà. Được. Bỏ lên rồi. Đợi đã, ngài còn cầm cái đó làm cái gì? Đi thôi, lẹ đi. Chúng ta đến rồi. Hai người cứ xem đi, bây giờ sông Hoàng Hà nước cao lưu lượng nhiều, bờ cát ẩm như vậy nữa. Năm ngoái đó tuyết rơi nhiều lắm, thời tiết lại lạnh. Bây giờ thời tiết không có dấu hiệu hạn hán, vậy thì sao có nạn cầu trâu được đây? Nếu tôi không nhớ lầm thì mỗi lần có nạn là vào độ khoảng Bác Thúc, con thật là không ngờ Thúc nhớ kỹ chuyện này luôn. Sao Thúc nhớ được hay vậy? Trời, cái đầu này của ta không thể thông minh như đầu óc bọn trẻ các người được nè. Những thứ nên nhớ liên quan đến trồng trọt thì tuyệt đối không thể quên được đâu. Tốt quá rồi. Cô nương à, cho tôi hỏi một câu nha. Thúc cứ nói. Hôm nay ta ăn cơm chưa vậy? Ăn rồi. Thúc cho ta hỏi, theo lời thúc nói thì nạn châu chấu và hạn hán thường đi chung với nhau. Nếu không hạn hán thì không thể có nạn châu chấu. Chỗ chúng ta mưa nhiều, năm ngoái lưu lượng nước lớn, cho nên năm nay không thể có nạn châu chấu. Đúng, chính xác là vậy. Ta tạ bác Thúc. Cô nương à. Dạ. Hôm nay ta ăn cơm chưa vậy? Thúc ăn rồi, con nhìn thấy Thúc ăn rồi. Ăn rồi hả? Dạ. Vợ của tôi nấu cho tôi ăn rồi sao? Lời của bác Thúc nói có nên tin hay không? Con mấy. Lời con mấy, ta nghĩ chúng ta phải hỏi thằng ca. Bác Thúc chúng ta về thôi, về ăn cơm. Đúng lúc ta vẫn chưa ăn cơm mà. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn đi ha. Đi thôi. Đi. Dạ ăn cơm. Được. Đại nhân, theo lời kể của một vài lão năm ở đây, thời gian Hoàng Hà cạn nước phần lớn chuyển vào mùa xuân hạ và mùa hè thu thôi. Nếu như trong thời gian này hạn hán kéo dài thì tất châu chấu sinh sôi thành nạn châu chấu. Đại nhân, đây là điều tra hơn 20 năm qua rồi, tại hạ đã tổng hợp theo lời kể của bà con, ngài xem đi. Ngô Lương Phương, về đi. Vào sáng sớm ngày mai ra bờ sông Hoàng Hà xem thử. Dạ, đại nhân. Chị Hổ, tôi này có thịt ăn rồi. Ngài có thể bỏ xuống được không? Nhìn kia kìa, có mỗi con gà cũng sợ. Muốn ăn thịt quay thì thịt phải tươi, để cần lửa nữa. Đáng tiếc đêm nay không có rượu. Có rượu có phải tốt không chứ? Nè, muốn ăn đùi gà hay là cánh gà đi?
rồi sao vậy? Ngài không biết đâu, tôi dị ứng với thứ này rất dễ nổi mẩn. Ta buồn ngủ rồi, ta đi ngủ trước đi. Tên cha trục nói, người bán ngọc dạo đi vào, râu ria lẩm chẩm, đầu tóc rối bù, mặt mũi đôi bẩn. Trên mu bàn tay trái có một nốt ruồi đỏ. Nè.